Với phương châm khai mở tiềm năng trí tuệ, iSchool vận dụng nhịp nhàng các phương pháp trực quan, nghe, nhìn, vận động, tương tác và kiến tạo nhằm đem lại một môi trường học tập tự nhiên, tôn trọng sự đa dạng của mỗi cá nhân. Các bạn nhỏ không chỉ dừng lại ở phát triển về thể chất và các kỹ năng xã hội, mà còn được phát hiện và bồi dưỡng tài năng vốn có của trẻ. Và bây giờ, mời mọi người cùng khám phá hành trình một ngày của chúng mình tại mầm non iSchool nhé! Sáng là khoảng thời gian rộn ràng. Các cô đã sẵn sàng chào đón chúng mình với đôi tay rộng mở, đầy ắp yêu thương để đón chúng mình đến lớp. Sau những cái ôm thật ấm áp, chúng mình tham gia khởi động tiết mục thể dục buổi sáng trên các bài nhạc thú vị để bắt đầu một ngày mới tràn đầy hứng khởi. Giờ thì rửa tay thật sạch để chuẩn bị ăn sáng thôi. Đây là bữa sáng của chúng mình. Ăn sáng ở trường có nhiều món ngon và bổ dưỡng do các cô bếp của trường chuẩn bị. Chúng mình có thể tự ăn và tự dọn bát được luôn nhé. Vậy là chúng mình đã sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Sau 5 năm, bố mẹ và hai bé đồng hành cùng iSchool, mẹ cảm thấy rất là hài lòng về chương trình giáo dục cũng như là chăm sóc trẻ tại iSchool Hà Tĩnh nói riêng và tập đoàn Nguyễn Hoàng nói chung. Mỗi tối, mẹ và các con thường hay kể chuyện với nhau về những cái hoạt động ở lớp của con. Thì mẹ hay hỏi các con là hôm nay các con được học gì, con có gì vui không? Thì các con đều rất là hào hứng kể lại là hôm nay con có thêm những người bạn mới, con được học những cái bài học mới do thầy cô giáo giảng, con được chơi những trò chơi rất là vui và được ăn những món ăn rất là ngon. Thì mẹ cảm thấy là cái lựa chọn của mình khi mà gửi gắm các con tại môi trường này là hoàn toàn đúng đắn. Sau bữa ăn, chúng mình bắt đầu tham gia những hoạt động học đầy thú vị tại lớp. Hôm nay, chúng mình được tham gia hoạt động khám phá khoa học với thí nghiệm vũ điệu của sữa. Trong giờ học này, cô giáo đã ứng dụng phương pháp STEM, phương pháp trao sẻ gen Doman. Dưới sự hướng dẫn của các cô, chúng mình được khuyến khích tự lựa chọn phương thức trải nghiệm, khám phá thế giới và môi trường bên ngoài. Thông qua hoạt động này, giúp chúng mình phát huy tinh thần sáng tạo, tính chủ động, tinh thần độc lập trong việc thể hiện, có trách nhiệm đối với bản thân và những người xung quanh. Trẻ em trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi đang phát triển một cách mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Trẻ tương tác một cách tích cực với những điều đang xảy ra xung quanh trẻ. Là trẻ học một cách tích cực và lý thú thông qua hoạt động chơi, và trẻ chơi một cách có ích thông qua hoạt động học. Chính vì vậy mà nhà trường đã áp dụng nhiều phương pháp đa dạng khác nhau như là phương pháp đóng vai, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành kết hợp với các kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật khăn phủ bàn, kỹ thuật sơ đồ tư duy. Và để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện thì ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo mục tiêu, nội dung hoạt động phù hợp với từng độ tuổi cũng như là khả năng và nhu cầu hứng thú của mỗi đứa trẻ. Sau cùng thì xin kính mời quý phụ huynh hãy cùng với con trẻ đến với iSchool để khám phá, trải nghiệm và thấu hiểu hơn về đặc điểm, đặc trưng sự phát triển của con theo từng độ tuổi. Bây giờ là lúc chúng mình được nạp thêm năng lượng vào buổi trưa. Sau bữa ăn, chúng mình sẽ được vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị vào giấc ngủ trưa. Hằng ngày, cô sẽ kể những câu chuyện cổ tích, đọc thơ và hát ru trước giờ đi ngủ. Phòng ngủ được chuẩn bị gọn gàng, giúp chúng mình sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon. Dậy cũng là lúc chúng mình sẽ được dùng bữa xế để chuẩn bị cho một buổi chiều thật năng động. Đây là thầy Jess Chamber, giáo viên của chúng mình. Thầy rất tuyệt vời và dạy cho chúng mình nhiều kiến thức hay. Và đặc biệt, thầy cũng rất là thân thiện nữa. Sau khi tham gia tiết học tiếng Anh với thầy Jess Chamber, chúng mình được chuyển sang hoạt động thực hành cuộc sống. Ở hoạt động này, chúng mình được rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống như đong nước, gắp, xúc, phân loại.
iSchool students are some of the most confident, active and eager to learn students from all my years of teaching, both at home in the UK and abroad. They have a lovely attitude to learning across all ages in the school. They're excitable, but crucially obedient to the teacher's instructions when needed. They're so eager to learn. It's a breath of fresh air. It makes my job as a teacher easier to create and develop with students the best activities to further their learning. Engaged students are a teacher's dream, and iSchool has them in spades. Và sau buổi uống sữa sế, 17:30, đã đến lúc ba mẹ đến đón chúng mình về nhà rồi đó. Ba mẹ thấy đó, tại iSchool, các con được lớn lên mỗi ngày cùng các cô, qua các bài học xây dựng một cách kỹ lưỡng. Song đi kèm theo đó là chuyến đi dã ngoại thực tế và nhận chọn sự chăm sóc tận tình của cô. iSchool hy vọng ba mẹ đã có buổi trải nghiệm hết sức thú vị, tham quan từng không gian phòng học và khám phá trải nghiệm hoạt động hàng ngày của con.